Tập 21. Tôi chết đi, anh có thể tha cho người nhà của tôi không? Xuất phát từ sự tôn trọng anh, tôi làm được. Vào đi. Tướng quân Nicola, tối qua ngủ ngon hay không? Chuyến tàu này giống như một cái nôi. Đây là lần tôi ngủ ngon nhất từ khi đến Trung Quốc đó. Cờ tốt đó. Cậu biết cờ tướng quốc tế hay sao? Tôi nói là con cờ. Cậu rất biết nhìn hàng đó. Cái này là của ông nội tôi để lại cho tôi, điêu khắc từ ngà voi, chất liệu hoàn hảo, thủ công tinh xảo. Cậu nói xem, cờ đen hay cờ trắng sẽ thắng chứ? Cờ đen. Cờ đen sao? Không đúng đâu, cờ đen mất cả xe và sĩ rồi. Ý của tôi là họ đã tử trận rồi. Trong cờ tướng Trung Quốc, có lúc một binh có thể chống lại thiên quân vạn mã. Binh vẫn còn một binh. Hơn nữa, chỉ cần binh này qua sông thì nó sẽ không quay lại đâu. Sao cơ? Nghĩa là thế nào? Binh. Cờ hay. Hai người đều đã đến trạm rồi. Là trạm cuối cùng. Chúng ta đến rồi. Hy vọng chúng ta ở Thượng Hải sẽ có một bắt đầu tốt. Nhất định rồi. Tôi thu dọn giúp ông. Người nhà của ông đã đến Cáp Nhĩ Tân rồi. Cậu nói gì cơ? Bây giờ họ rất an toàn.
nhạt nhẽo. Hàng Sơn còn sống hay không? Hàng Sơn ở bệnh viện Lục Quân Dực, sống chết hiện giờ vẫn chưa rõ. Nicola đó rốt cuộc là ai chứ? Nicola đối với người Nhật có thể so với hai quân đoàn. Vậy ám sát Nicola dưới tầm mắt của đội quân cảnh vệ, chuyện này không nhỏ đâu. Sự an toàn của cả Bắc Thượng Hải chúng ta cũng có phần. Nếu người Nhật trách tội, nhìn bộ dạng nhát cấy của cậu kìa, vẫn nhát cấy như vậy. Người Nhật là cha ruột của cậu hay sao? Chủ nhiệm Lý, sở điều tra mãn Châu Quốc giết người ở Thượng Hải, muốn trách cũng trách tên cẩu hoàng đế đó. Lúc là tôi đang quản lý an ninh của Thượng Hải, nhưng mà lúc đó còn đội quân cảnh vệ của Nhật cơ mà. Thiếu tá Oya, hoàng quân các anh không biết gõ cửa hay sao? Trong hộp thư điện thoại khẩn cấp của gà Bắc Thượng Hải, tại sao lại có súng? Thời đại này, chuyện gì mà không thể? Trong cuộc sống của tôi còn có một viên đạn đấy. Ban đặc công các anh phụ trách an toàn của gà Bắc Thượng Hải mà. Tôi hy vọng anh cho tôi một lời giải thích. Hiệu trưởng đại học Hổ Giang bị giết, bến phà phát nổ, là do đội quân cảnh các người phụ trách an toàn. Làm ơn cho tôi một lời giải thích. Khốn nạn, đủ rồi. Bây giờ bến Thượng Hải không phải đảng Cộng sản thì là bang Trùng Khánh thôi. Còn có một đại ca hát bang Chu Kim Sơn. Mấy trăm người của bang đặc công tôi, anh bắt tôi điều tra ai? Chỉ bằng anh đi hỏi thẳng Hàng Sơn luôn đi. Đó là chuyện không thể. Chết rồi hay sao? Không có. Anh ta đã được chúng tôi cứu sống, nhưng mà muốn nói chuyện còn cần thêm vài ngày. Cậu hãy bắt giữ toàn bộ những người trong vòng 10 ngày nhập cảnh từ mãn Châu Quốc vào Thượng Hải, thẩm vấn từng người cho tôi. Dân, tôi lập tức làm ngay. Thiếu tá Oya, tôi làm việc ở Thượng Hải thì anh cứ yên tâm đi. 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 Tôi không quen anh, dẫn đi. Tại sao lại bắt tôi? Đừng nhiều lời, dẫn đi đi. Đi. Dẫn đi. Trạm trưởng, hiện giờ ở ga tàu, bến cảng toàn là người của ban đặc công số 55. Canh phòng ở sân bay càng nghiêm ngặt hơn. Có tin của Nicola chưa? Hiện giờ các tòa soạn lớn đều bị niêm phong hết rồi, chỉ còn lại tờ báo Nhất Chu và các tòa soạn nhỏ thôi có đăng tin người nước ngoài bị giết mất mạng. Vậy tức là Hàng Sơn đã thành công rồi. Vậy chứng minh Hàng Sơn đã thành công. Có tin của Hàng Sơn chưa? Hiện giờ vẫn chưa, nhưng tôi nghĩ phía Trùng Khánh sẽ có tin tức nhanh hơn. Nếu là như vậy thì chúng ta muốn rời khỏi Thượng Hải thật sự rất khó.
Hàng Sơn đúng là đoán không thấu. Cậu ta không hợp tác với chúng ta thì chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Nhưng mà bây giờ anh ta bị người Nhật bắt đi rồi, không phải bây giờ chúng ta bớt đi một kình địch sao? Đáng tiếc thật. Cậu ta là một anh hùng. Trạm trưởng, ý của chú là muốn cứu anh ta từ tay người Nhật. Tôi đã giúp Hàn Sơn rồi. Chỉ cần xác định Nicola đã bị ám sát, vậy thì chúng ta có thể rút lui an toàn. Nhưng mà bây giờ khắp nơi đều đang bắt người, tôi thấy vẫn nên nhờ chú Tứ giúp thì hơn. Chuyện này tôi giao cho cô. Vâng. Ai vậy? Kiểm tra theo lệ. Hàn Sơn là bạn thân của anh, xin anh nhất định phải giúp cho tôi. Bây giờ cả Nakamura cũng phải bị điều tra kép từ cơ quan Ume và Diện Hưng Á. Tôi là người của Bộ Ngoại giao, tôi không có quyền can thiệp vào đâu. Còn về Hàn Sơn, cậu ta cũng không có liên quan mưu sát. Hơn nữa bị tình nghi là đảng Cộng sản. Lần này tôi thật sự lực bất tòng tâm. Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một lần. Anh nghĩ cách giúp tôi được không? Không phải tôi không niệm tình xưa. Tiểu thư Keiko, cô cũng biết Bộ Lục Quân lâu nay bất hòa với Bộ Ngoại giao, họ không hề nể mặt tôi. Anh nhất định phải giúp cho tôi. Tôi cầu xin anh đó. Tiểu thư Keiko, nếu như Hàn Sơn ở trong tay Lục Quân, tôi chắc chắn không có cách. Trừ khi cậu ta ở ban đặc công Nam Kinh ở Thượng Hải. Tôi không hiểu ý của anh cho lắm. Ung Tinh Vệ hiện giờ tự xưng có hàng triệu binh, tất nhiên phải xây dựng tổ chức đặc công của mình, đặc biệt là cơ quan Ume. Sau khi thay đổi nhân sự, càng không để mặc họ sắp xếp. Nếu như Hàn Sơn ở trong tay số 55, có lẽ còn cơ hội châm trước. Còn về Nakamura, anh ta không thể nào ở số 55, đành phải xem kết quả điều tra thôi. Vào đi. Shirakawa tiên sinh. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Khoan đã. Số 55 đường Gisfield. Người phụ trách hiện giờ là Lý Liên Sinh. Là Lý Liên Sinh của sở điều tra sao? Đúng vậy. Trước đây có lẽ hai người quen biết với nhau. Con người hắn chỉ cần tiền thôi, những gì khác đều dễ nói. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép đi trước. Shirakawa tiên sinh, đây là tài liệu tin tức mới nghe lén được từ đài phát thanh của Diên An và Trùng Khánh. Shirakawa tiên sinh, vị tiểu thư khi nãy là... Cô ấy sao? Cô ấy vốn là thư ký ban cơ mật của sở điều tra đường sắt Mãn Châu Tân Kinh. Không ngờ gả cho một đảng Cộng sản. Chủ nhiệm Lý, trước đây ở Tân Kinh có gì đáng tội, xin anh tha thứ. Đây là 200.000. Sau khi xong việc sẽ thêm 200.000 nữa. Hàn Sơn, một người sắp chết, đáng nhiều tiền thế sao? Chỉ cần có thể cứu mạng anh ấy,
Tôi bằng lòng làm tất cả. Tôi cầu xin anh. Tiểu thư cây khô, cô tài giỏi thật đấy. Đến phó lãnh sự Shirakawa cũng bị cô kinh động. Để tôi suy nghĩ xem. Anh bị xe hơi đâm gãy 4 xương sườn. Đây là cái thứ 5. Hàn Sơn, anh có biết có hai chuyện anh không nên làm hay không? Chuyện đầu tiên, không nên ám sát Nicola trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Chuyện thứ hai chính là không nên nói dối với tôi. Đây là cái thứ 6. Nếu anh không muốn bị gãy xương sườn số 7 thì nói cho tôi biết là ai để súng Tokarev trong hộp điện thoại chứ? Là súng của tôi. Tokarev là tôi để đấy. Đồng bọn của anh là ai? Đồng bọn của tôi đều ở sở điều tra. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Anh chỉ cần nói cho tôi biết tổ chức của anh hiện đang ở đâu. Báo cáo thiếu tá Oya, điện thoại của anh đi. Alo, ai vậy? Thiếu tá Oya, tôi là Lý Liên Sinh đây. Tôi đã nói với cơ quan trưởng một tiếng rồi, phiền anh áp giải Hàn Sơn đến số 55. Tại sao chứ? Thẩm vấn Hàn Sơn nên là công việc của chúng tôi. Oya, sao mà anh còn chưa hiểu vậy? Vấn đề của Hàn Sơn rất phức tạp. Nếu đứng sau anh không phải là Đảng Cộng sản và Quân thống, mà là sở điều tra Tân Kinh, thậm chí còn liên quan đến gì khác, thì anh phải làm sao? Tôi nói cho anh biết, hiện giờ không chỉ là cơ quan UME và bộ lục quân, mà đến lãnh sự Shirakawa của lãnh sự quán cũng quan tâm chuyện này rồi. Shirakawa, Shirakawa Takeshi, phải. Lúc Shirakawa ở bộ tư lệnh quân Quan Đông Mãn Châu đã có quan hệ thân thiết với sở điều tra. Khuyên anh đừng dướng vào. Nhưng lúc Hàn Sơn chưa chết, mau chóng chuyển đến chỗ của tôi đi. Đừng tự lôi mình vào cuộc. Bộ trưởng Lý lo nghĩ cho tôi như vậy, chắc là không chỉ có ý tốt đâu nhỉ. Đương nhiên là không phải rồi. Hàn Sơn ở trong tay tôi, cho dù hắn là Đảng Cộng sản hay là Quân thống, đều là lập công hết. Ở trong tay của anh thì chỉ là lựu đạn có thể nổ bất cứ lúc nào thôi. Oya, mau làm thủ tục bàn giao đi.
tôi sẽ cử người áp giải Hàng Sơn. Rất xin lỗi, bây giờ anh không thể thẩm vấn Hàng Sơn được. Tại sao? Chết rồi hay sao? Anh ta rất khỏe, chỉ là cần ở trên giường tịnh dưỡng vài ngày thôi. Vậy thì chờ khi anh ta xuống giường rồi nói. Sao lại kinh động đến cả lãnh sự quán Thượng Hải vậy? Shirakawa chính là chính khách chính hiệu đó. Keiko đi tìm hắn, quá đúng ý của hắn rồi. Sao thế? Tổng lãnh sự Hatoyama của lãnh sự quán Thượng Hải sắp về nước rồi. Shirakawa nhắm đến vị trí này lâu rồi. Nếu Hàng Sơn cắn bậy trước khi chết thì mơ ước đại thần ngoại giao của anh ta sẽ bị tan vỡ. Quá ra là như vậy. Bây giờ cậu đích thân dẫn người đến đội quân cảnh. Trước khi bàn giao Hàng Sơn, bảo đảm an toàn cho anh ta đi. Vâng. Tứ gia. Tứ gia, tôi đây có công ở Tân Kinh. Anh sắp xếp cho tôi rời khỏi Thượng Hải trước được không? Người của Lý Liên Sinh canh chừng rất sát sao. Tạm thời cậu không được đi đâu. Anh nghĩ cách gì đi chứ? Nghĩ cách hả? Bây giờ không chỉ Lý Liên Sinh cần cậu đâu, ngay cả tôi cũng muốn giữ cậu lại tại Thượng Hải đây. Chu Phật Hải ra lệnh quét sạch Đảng Cộng sản và Quân Thống. Mới mấy tháng đã bắt hơn 170 người. Quân Thống ở Thượng Hải không ai dùng được. Lão Tưởng đã thành lập một hội quỷ viên, thống nhất Thượng Hải diện hành chính. Chủ nhiệm là Đỗ Nguyệt Sinh. Đỗ tiên sinh vì muốn chiếm lấy Thượng Hải nên đã bảo Quân Thống đưa thư quỷ nhiệm hối thúc tôi. Thế nên tôi mới biết Chu Lị cũng đang ở chỗ Quân Thống các cậu. Đúng. Trạm trưởng trạm lâm thời ở Thượng Hải. Chu Tứ Gia, xem ra tôi phải đổi xưng hô với anh rồi. Không cần đâu, tôi không muốn bám váy người Nhật, càng không muốn dính dáng với Quân Thống. Nếu cậu là trạm trưởng trạm Tân Kinh, tôi nghĩ dứt khoát một công đôi việc đi. Tôi cũng không muốn dính đến chuyện này nữa. Chuyện này không được. Sao lại không được? Lần này cậu ám sát Nicola có công, để cậu đảm nhiệm trạm trưởng trạm Thượng Hải lâm thời. Công dân bổ nhiệm và kinh phí sau đó sẽ đến. Sao? Tứ gia, tôi lo là một mình không làm nên trò gì, phụ lòng tín nhiệm của đảng quốc mà thôi. Tôi không thể dừng việc này được. Nhưng mà có một chuyện tôi buộc phải hoàn thành. Ngày mai là ngày giỗ của nhị gia. Tôi muốn trước khi rời khỏi Thượng Hải, cùng anh thắp nén hương cho nhị gia. Nếu cậu có ý muốn đi, chuyện cúng giỗ của anh hai tôi, cậu cũng có thể không tham dự. Không, thứ gia, tôi nhất định phải tham dự. Tại sao? Bởi vì nhị gia chết là vì kháng chiến, ơn nặng như núi. Đúng thế. Năm đó lộ quân 19 và Nghĩa Dũng quân một mình chiến đấu, lão Tưởng không chịu giúp đỡ. Ngay cả trường học Đảng Cộng sản còn đưa sinh viên lên tiền tuyến, đến cuối ngược lại trở thành thớp để lão Tưởng trị tội. Tứ gia,
Xem ra sự hiểu lầm của anh với Đảng Quốc quá sâu nặng rồi. Hiểu lầm sao? Cậu và tôi đều là người từng trải. Cậu nhờ Thanh Trừng Phản Cộng để lên chức. Lão Tử mấy năm nay đã làm chuyện gì? Chắc là cậu biết rõ điều đó. Gặp thời loạn lạc, Quỷ Viên Trưởng cũng bất lực thôi. Bất lực sao? Năm đó, hắn bỏ rơi anh hai và hàng trăm anh em của tôi trên bờ sông Hoàng Phố, mặc người Nhật chém giết, cũng là bất lực hay sao? Quan hồn của Lộ Quân 19 còn đó.